Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp những năm token DEFL nữa bạn. Thì một token này đã list trên sàn Uniswap với giá là 2 đô 4 2 đô cho một token nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà Telegram start chatbot nha bạn. Sau đó các bạn click share để vượt qua bot nha bạn. 59. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh gấp nè. Cái này kèo khá ngon đó bạn. Các bạn bấm đập nè. Tiếp tục cho anh tiếp kênh trailer nè. Các bạn bấm đập nè. Tiếp tục follow từ Twitter và retweet cho Binbot nè. Từ Twitter các bạn theo dõi nha bạn. Rồi bấm like nè. Ra bài nào ta? Rồi các bạn tự quyết lại cái bài của nó đi các bạn. Các bạn bắt đắp nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nè. Và like. Đây trên ngang rồi góp là mình đăng ký rồi các bạn. Tiếp tục follow từ Twitter và retweet nè. Rồi mình đã tự quyết rồi thì thôi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join kênh Telegram group nữa nè. Rồi các bạn bấm submit đi tên các bạn. Rồi dòng đầu tiên mình địa chỉ email của các bạn vào nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username tại Twitter các bạn nè. Submit YouTube profile link. Tiếp tục nó yêu cầu gửi đường link YouTube mình thì bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, nhấp vào kênh của bạn nè, nhấp vào ba cạnh cùng các bạn chia sẻ, các bạn sao chép đường link URL của mình nha các bạn. Rồi các bạn gọi là support. Submit the media you protocol video lên tờ Twitter thì các bạn nhấp vào một cái kênh YouTube của nó nè bạn. Rồi trên ngôi góp nó các bạn nhấp vào cái bài cái video của nó nè bạn, các bạn nhấp vào chia sẻ nè, các bạn tờ tweet nè. Ôi sorry các bạn bấm vào chia sẻ nè, các bạn tờ tweet nè, các bạn đăng lên tờ Twitter mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tự tweet nè. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Bạn gửi lại cho bot nè. Tiếp tục. Do you follow. Tiếp tục follow tờ Twitter nha các bạn. Trên ngôi góp nữa nè. Mình đã like mình ta quyết rồi. Có like thì quyết chưa bạn bấm set nha bạn. Rồi nó có join kênh Telegram không thì bạn bấm set luôn các bạn. Tiếp tục cùng gọi địa chỉ với ETH IC20 trên dưới chốt collect của mình nha các bạn. Mở lại chú bot nè. Tiếp tục join sau kênh này góp support nữa nè. Bạn đã join xong thì bạn bấm complex. Rồi bấm balance để xét số cần cũng được các bạn. Mình đã nhận được 5 tập cần có KLC là ok các bạn, nhiều link ghép chia sẻ bạn bè người thân đăng ký tập cần các bạn. Những video mình đã đem kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.